sáng nay còn cái ổi đào lốt anh em ạ. Cái ổi đấy do tôi mua người ta mà nó nằm ngay giữa sân đấy, mình đi đào muộn thì nó nắng mình không đào được đấy. Hôm nay đi sớm luôn. Giờ mới có 6 giờ. Mang về nhà đây anh em. Cái này nó có hai thân anh em ạ. Cái này thì hai cái thân thì không được đẹp lắm, nhưng mà cái bệ rất gọn. Anh em thấy bệ rất gọn bệ. Chờ cho tôi cắt hết cái lá này đi. Mấy cả cắt mấy cái vết cắt rồi anh em này. Đục sơ sơ bôi keo thôi.
Thì như cái cây ổi này thì chắc tôi làm theo cho một cái dáng huynh đệ anh em ạ. Thì anh em nhớ xem đến cuối video thì tôi có làm một cái demo luôn cho cái cây này. Đây tôi chụp một cái tấm để tôi làm demo cho nó.